Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với video tiếp theo. Tôi chỉ tốn 10 đồng mỗi lượt xem bằng cách áp dụng chiến lược sau của các chuyên gia. Đây là một chiến lược thường học được từ một chuyên gia rất là nổi tiếng tại Singapore. Khi mà chúng ta quảng cáo ấy, chúng ta sẽ hình dung là có hai chiến lược. Chiến lược đó là quảng cáo thực sự là mở rộng và quảng cáo thu hẹp. Quảng cáo là thu hẹp. Mở rộng tức là nó dành cho cái trường hợp mà chúng ta cần tăng view. Cần tăng view, tăng sức. Chúng ta không cần phải quá quan trọng với việc đấy có phải là khách hàng tiềm năng của chúng ta hay không. Nó dành cho những trường hợp mà chúng ta không phải làm affiliate marketing. Ví dụ chúng ta xây một cái kênh YouTube, chúng ta muốn trở thành một YouTuber, chúng ta muốn kênh của chúng ta có nhiều, càng nhiều lượt xem càng tốt, càng có nhiều subscribe càng tốt, càng có nhiều lượt truy cập càng tốt để chúng ta đạt tiêu chuẩn, chúng ta bật quảng cáo và kiếm tiền ở trên YouTube. Thì đây là cái chiến lược quảng cáo mở rộng. Còn chiến lược quảng cáo thu hẹp ở đây có nghĩa là chúng ta không cần phải có quá nhiều cái lượt truy cập, lượt subscribe, lượt xem, nhưng mà những cái lượt xem này nó đã xem thì phải chất lượng, phải đúng độ tuổi này, phải đúng khách hàng của mình này, phải đúng nơi chốn. Ví dụ ở quảng cáo mở rộng chúng ta có thể là chọn bật quảng cáo toàn bộ quốc gia. Nếu như các bạn là một YouTuber, các bạn chỉ quảng cáo tại những quốc gia như là châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, vân vân, thì các bạn sẽ chọn toàn bộ những quốc gia đó luôn. Còn đối với quảng cáo thu hẹp thì chúng ta chỉ target, chúng ta thì nhắm mục tiêu đúng khách hàng mục tiêu của chúng ta thôi. Như vậy thì khi mà ví dụ như các bạn đang chạy quảng cáo tại thị trường Việt Nam đi cho dễ, rồi sẽ có phần Hường sẽ hướng dẫn cả nhà là chạy quảng cáo tại thị trường Mỹ và kiếm tiền với Clickbank cũng như là các kênh affiliate marketing khác ở thị trường nước ngoài. Bây giờ ví dụ để hình dung thì mọi người thấy rằng là tỷ lệ mua hàng online từ Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng thì sẽ cao hơn so với các tỉnh thành, thành phố ở địa phương khác, đúng không? Như vậy thì khi mà chúng ta đặt quảng cáo tại Sài Gòn và Hà Nội, nơi đây sẽ có rất là nhiều người họ cũng bán hàng, họ cũng đặt quảng cáo tại đây. Do đó chi phí tại đây sẽ cao hơn. Vậy nên nếu như mà chúng ta muốn tập trung vào tăng view, tăng sức thì chúng ta có thể là nhắm mục tiêu tới toàn bộ quốc gia luôn. Cả vùng nông thôn, thành thị, đô thị nhỏ, đô thị lớn chúng ta đặt hết. Như vậy thì cái giá thầu của chúng ta ở những cái vùng nông thôn nó sẽ thấp hơn. Vậy nên là khi mà chúng ta chạy quảng cáo, chi phí của chúng ta sẽ thấp. Nó sẽ đến tận là có thể là 10 đồng trên mỗi view. 10 đồng thôi. Khi mà chúng ta chỉ tập trung vào khách hàng tiềm năng của mình và chúng ta bán những sản phẩm đặc biệt là giá cao, ví dụ như 10 triệu, 20 triệu trở lên, thì bắt buộc là cái thị trường của chúng ta hầu hết nó nằm ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng. Đấy, thì chúng ta target ở đây thì bắt buộc chi phí của giá thầu của chúng ta sẽ cao hơn. Như vậy thì cái chiến lược ở đây để mà làm thế nào để có chi phí 10 đồng trên mỗi view, đó là chúng ta phải đặt quảng cáo ở rất là rộng ra, rộng hết sức rộng để khi mà chúng ta đặt giá thầu thấp ấy, ở những cái nơi, ngay cả những nơi mà các tỉnh nông thôn họ tìm kiếm vẫn ra cái quảng cáo chúng ta, bởi vì ở đó ít có người đặt quảng cáo. Nhưng mà khi mà chúng ta, cái kênh của chúng ta nó cũng có tác dụng, đó là làm cho chúng ta có một cái kênh có lượng đăng ký cao nè, có lượng view lớn nè. Khi mà đăng ký cao, lượt view lớn và thời gian xem cao của cái kênh mình nó chất lượng, thì một ngày nào đó khi mà cái kênh mình đủ lớn thì kênh của chúng ta cũng sẽ được đề xuất, nó cũng sẽ tự động tiếp cận tới lượng khách hàng tiềm năng của mình. Đấy là cái chiến lược đi lâu dài, tức là khi mà kênh của chúng ta đủ lớn rồi thì khách hàng tiềm năng ở những thành phố lớn họ cũng vô, bởi vì cái kênh của chúng ta sẽ được đề xuất. Còn bên dưới thu hẹp tức là ngay ban đầu chúng ta muốn tạo ra doanh số nhanh, chúng ta nhắm chính xác cái mục tiêu. Ví dụ như là chúng ta đang quảng cáo là mỹ phẩm Hàn Quốc thì chúng ta để luôn cái từ khóa là mỹ phẩm Hàn Quốc tại và đặt tại Hà Nội hoặc Sài Gòn, Đà Nẵng, những nơi mà họ mua hàng online nhiều á, thì ở dưới, nhưng mà ở dưới ở ngược lại thì chi phí của chúng ta sẽ cao hơn, thì tùy các bạn chọn. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn chi tiết làm thế nào để mà chúng ta sẽ có một cái lượt view với chi phí khoảng cả 10 đồng thôi, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào giao diện. Bây giờ chúng ta thử ví dụ như là Hường sẽ tạo một chiến dịch mới đi. Chúng Hường vào một cái kênh của Hường, Hường sẽ thấy là coi thử cái video nào Hường muốn quảng cáo là quảng cáo nó tăng view thôi, không cần phải tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng. Ví dụ như video này Hường muốn tăng view, nó tăng cái subscribe lên, tăng view.
cho cái video mày, hoặc là tăng cái lưu lượng xem của video mình. Hường copy cái này Hường qua đây rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn coi thử là chúng ta có những chế độ nào nè. Chọn hôm trước Hường có hướng dẫn rồi đó, rồi chọn video rồi để chứng dịch theo video tùy chỉnh rồi tiếp tục. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tên chiến dịch, ví dụ như là mục tiêu 10 đồng, 10 đồng mỗi lượt xem. Bây giờ chúng ta xem nè, ở dưới này chúng ta sẽ cài đặt thật là rộng ra. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ chọn chi phí tối đa mỗi lượt xem này, ở trên nha. Đó là mỗi lượt xem, tính tiền theo mỗi lượt xem. Rồi tổng chiến dịch, ví dụ như chúng ta sẵn sàng là để ngân sách hàng ngày đây, hoặc là cái video này chúng ta sẽ để chi phí cho nó 1 triệu đi, để 500 ngàn, 500 ngàn để cho nó ít, 500 ngàn để cho tăng cái video của chúng ta lên, tăng view. Và chúng ta chọn ngày kết thúc, chọn ít ít lại cũng, chọn nhiều nhiều ra cũng được, chọn ngày 1 tháng 1 năm 2021 kết thúc đi. Rồi mức ngân sách hàng ngày rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ chọn là ở đây chiến dịch trước Hường đã cài đặt những cái tỉnh này, thì bây giờ Hường chọn luôn cả Việt Nam luôn đi. Đấy, khi chọn cả Việt Nam nè, nhập một vị trí khác thì mọi người thấy là lượt hiển thị của nó là lên 1,7 tỷ. Đúng không? Tại vì một người có thể nó hiển thị mấy lần nên là chữ T này có nghĩa là tỷ đó. Bây giờ Hường sẽ chọn luôn cả Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là 4 tỷ, 4 tỷ lượt hiển thị luôn, có thể hiển thị. Bây giờ ngôn ngữ chúng ta để tiếng Việt bởi vì chúng ta chạy quảng cáo Việt Nam mà. Rồi, loại khoảng không quảng cáo, chúng ta chọn chính giữa đi. Ở bên này nó hơi tục tiểu, chúng ta không có muốn hiển thị cái quảng cáo của chúng ta ở những nơi gọi là nó thiếu lành mạnh. Chúng ta chọn chính giữa, kệ nó mặc định. Rồi, loại trừ. Đấy, thì cũng không còn quan tâm tới chỗ này. Cài đặt bổ sung. Không có gì, rồi tạm thời bỏ qua chỗ này nha. Tạo nhóm quảng cáo, ví dụ như là chúng ta nhóm là nhóm 1 ở chế độ là 10 đồng. Mục tiêu của chúng ta 10 đồng. Lực hút tiền chẳng hạn. Hường đang quảng cáo cái video lực hút tiền. Rồi độ tuổi. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn rộng thì là rộng, thì tuổi nào chúng ta cũng chơi luôn cũng được, để chi phí của chúng ta thấp nhất. Hoặc là nếu mà các bạn muốn target chính xác mục tiêu khách hàng thì chi phí của chúng ta bắt buộc phải cao hơn. Bây giờ mọi người muốn là chi phí thấp nhất, bắt buộc chúng ta phải chơi hết luôn. Rồi đối tượng tất cả đối tượng luôn, bất kỳ từ khóa nào, bỏ qua chọn mọi chủ đề, bất kỳ từ khóa nào. Rồi giá thầu, bây giờ Hường để là ví dụ như ít như vậy, 100 đồng thôi, hoặc 50 đồng, 50 đồng thôi. Đấy, 50 đồng thôi, bởi vì là Hường muốn là nó phải quảng cáo làm nào để dưới 50 đồng, dưới 50 đồng thì nó mới chạy, còn nếu trên 50 đồng thì Hường không có chơi. Như vậy thì nếu mà nó chạy thì nó sẽ chạy ít hơn 50 đồng cho Hường, ví dụ như là có thể là 40 đồng một view, hoặc là 30 đồng một view, hoặc 10 đồng một view. Nếu mà tí nữa nó chạy, hoặc ngày mai nó chạy ở khoảng cỡ 40 đồng một view đi, chưa đạt mục tiêu là 10 đồng một view, thì cứ 2-3 ngày thì chúng ta vô chỉnh nó chút. Ví dụ chúng ta đặt giá thầu là 50 đồng thì 2-3 ngày vô chúng ta chỉnh thành 46 đồng, 45 đồng, chúng ta chỉnh dần dần làm nào để cái số tiền mỗi view của chúng ta nó xuống còn khoảng cỡ 10 đồng thôi. Đây. Rồi chúng ta để cái video mà chúng ta muốn quảng cáo ở đây, ví dụ như Hường muốn quảng cáo video này, copy nó, rồi Hường bỏ video mà Hường muốn quảng cáo ở đây. Rồi cái nó đã hiển thị rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn chế độ là quảng cáo trong luồng, có thể bỏ qua, hoặc là quảng cáo video discovery. Video trước Hường đã nói qua rồi đấy. Tức là quảng cáo trong luồng có nghĩa là mọi người thường thường hay xem những video mà đang xem thì hay dễ xuất hiện một cái video khác nó quảng cáo, bắt buộc là chúng ta để xem tiếp hoặc là bấm cái chữ bỏ qua quảng cáo thì nó mới xuất hiện cái video mà chúng ta đang xem, đúng không? Mọi người nhớ cái quảng cáo bỏ qua quảng cáo không? Đấy. Thì nếu mà thường chọn ở trên đó thì nó sẽ xuất hiện như này. Đây là cái nó bỏ qua quảng cáo như này nè cả nhà. Đây là giao diện máy tính này, đây là giao diện di động, nó hiển thị y chang như thế đấy. Thường thì bây giờ mình thử làm quảng cáo video discovery đi ha. Discovery tức là nó không có hiển thị mình đang xem, nó không có bị chèn tức ngang cái nội dung mà mình đang xem, mà nó chỉ hiển thị ở cái cái tìm kiếm thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhấp vô ấy, thì chúng ta mới xem được, còn nhấp không nhấp thì thôi, chứ chúng ta cũng không tốn tiền. Những nhà quảng cáo không tốn tiền và người xem họ cũng không xem được khi mà họ không nhấp vô. Thì Hưởng thích ở dưới hơn, bởi vì là cái nội dung, tùy cái nội dung nào mà vui vui thì mình mới cho vào quảng cáo trong luồng, có thể bỏ qua. Còn cái nội dung nào mà nó để tự nguyện, mình viết tiêu đề, thumbnail làm nào để thực sự hay, những người khách hàng của mình họ xem, họ thích, họ click vô họ xem luôn ấy, thì nó sẽ đỡ cái bị bực bội, đúng không? Rồi ok, bây giờ Hường thể ví dụ như là lực hút tiền. Mình để là làm thế nào để lực hút tiền mạnh. Rồi, xin hàng chúng ta sẽ viết là tư duy thành công chẳng hạn.
Ta viết S, các bạn có thể viết tùy ý cái nội dung của mình ha. Phát triển. Rồi quảng cáo 1, để tên vậy cũng được. Rồi ok, chúng ta bấm tạo chiến dịch. Ở đây chúng ta sẽ thấy là lượng hiển thị hiển thị đấy là cái lượng hiển thị dự kiến. Rồi Hường đã tạo xong một chiến dịch. Như vậy thôi. Như vậy thì khi mà Hường tiếp cận rộng như thế này ạ, thì bắt buộc là Hường sẽ target ngay cả những nơi mà có cái có những cái giá thầu rất là thấp mà nó cũng hiển thị, nên là Hường sẽ tập trung vào cái lượt view và lượt sub để cho cái kênh mình nó đạt cái lượt view và lượt đăng ký kênh nhất định. Cũng tương tự, nếu như các bạn đang làm YouTuber, chúng ta đang muốn quảng cáo tại Đức hoặc là Anh hay là Ý, những quốc gia mà mình kiếm tiền nhờ cái việc được xem YouTube hoặc là họ đặt quảng cáo trên YouTube thôi, thì chúng ta cũng thể target ở đấy. Rồi còn ngược lại, quảng cáo thu hẹp, video sau đây tôi sẽ nói làm thế nào để tiếp cận đúng chính xác khách hàng của mình khi mà chúng ta muốn cái kênh của chúng ta không quá nhiều lượt subscribe, không quá nhiều lượt view nhưng mà lại chính xác khách hàng. Ok, bây giờ các bạn hãy đăng ký kênh của Hường và nhấn nút chuông thông báo để cái video tiếp theo Hường chia sẻ về YouTube Ads hoặc là những cái nội dung khác liên quan tới Internet Marketing thì đến ngay tay của bạn, không bỏ sót video nào. Và hãy bình luận bên dưới để Hường biết rằng là các bạn cảm thấy hữu ích bởi cái video này, Hường sẽ có năng lượng hơn và chia sẻ nhiều hơn. Và đừng quên hàng loạt các video chia sẻ về cách kiếm tiền Clickbank, kiếm tiền với Affiliate Marketing mà chúng ta không cần phải giao hàng, không cần phải chăm sóc khách hàng, không cần phải ngay cả biết khách hàng là ai, chúng ta cũng không cần biết. Ok, nhớ đăng ký kênh.